Tại cuộc họp về chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân vào chiều tối ngày 16 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh để ổn định thị trường vàng cần đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ giải pháp thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và quốc tế. Các ngân hàng thương mại phải đồng hành với ngân hàng nhà nước về vấn đề này, kiên quyết thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử trong hoạt động kinh doanh mua bán vàng. Đến ngày 15 tháng 6 tới, đơn vị nào không thực hiện hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế trong mua bán vàng thì rút giấy phép, tiếp tục giả soát kỹ lưỡng, đánh giá tổng kết việc thực hiện nghị định số 24 của chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Cùng với đó, các cơ quan trong đó có bộ công công an tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát xử lý nghiêm theo quy định các hành vi vi phạm liên quan buôn lậu găm hàng đội giá không tuân thủ pháp luật